BAudio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Bi giới thiệu quý vị một dòng loa Bookshelf đến từ hãng Yamo, được sản xuất tại Đan Mạch và model của dòng này là B210 nha quý vị. Đây, bây giờ Bi nói trước cho quý vị biết cái kích thước của dòng này nha. Nó có chiều ngang là 21. Chiều đứng là 60 quý vị, Bookshelf nhưng mà cũng cao quý vị ha. Chiều sâu là 31 nha quý vị, đứng 60 nha quý vị. Tại nó nhỏ nên mình nhìn nó nghĩ là nó lùn, nhưng mà nó không lùn, nó cũng được 60. Nhưng mà tính ra là dòng Bookshelf của Yamo, tại vì Yamo thì đa số là nó là dòng loa cây. Lưới với tem còn hết đây nha quý vị. Đây, tem nó làm hai con luôn. Trong lưới thì có tem rồi, lưới nó khung nhựa nè quý vị, lưới có tem, vào trên cái thùng này cũng có tem luôn. Rồi trên cái viền ngoài này nè quý vị, cái viền ngoài của loa bass, loa mid, loa trap gì nó cũng khắc cái chữ Yamo hết nha quý vị, khắc cái chữ Yamo hết. Dòng này nó có loa bass mid của nó là 16.5, găng cao su nha quý vị. Nghe nhạc nói chung là cực kỳ ổn, với một cái mức giá rất là ok luôn. Để Bi quay xong rồi tí Bi báo giá nha quý vị. Cái màu này màu hơi đồng đồng đấy nha quý vị, hơi đồng đồng đấy, nó là simi lên nhỏ nhỏ này, cái đánh Bi quay được luôn quý vị ạ. Đây, quý vị nhìn loa nè, toàn bộ là Yamo. Bi thấy những cái model cũ hay mới là có thấy toàn làm găng cao su hết, lưới của nó rất là chắc chắn. Nói chung là dòng Bookshelf này thì đa số là lưới nó, tại vì nó nhỏ nên là lưới nó chắc, chứ nó không có ẩm ảo giống mấy cái dòng loa mà rất là cao quý vị. Nó lưới của nó hay ẩm, nó không kẹo lắm. Rồi, đi loa quý vị xem phía sau này quý vị, nổ thông hơi đây, B210 nha quý vị. Dòng này nó có công suất dao động từ 80 lên tới 110W. Dòng này quý vị nghe nhạc thôi, không karaoke nha. Trở kháng 6 ohm, made in Đan Mạch nha. Và nó quý vị thấy nó có 4 trạm loa, và cái trạm này chúng ta dùng cái trạm bắp chuối nha. Cái hai cái miếng đồng này nó mất rồi nha, Bi gắn cái dây điện vào đây quý vị. Đây, made in Đan Mạch nha. Để cái loa này nó có cái chỗ xấu nè quý vị. Để ví dụ, nè, cái chỗ xấu nè quý vị. Cái này là cái simili nha. Để Bi quay kỹ quý vị thấy nó màu nó hơi đồng đồng, cái kiểu nó, cái vân của nó đó quý vị. Đó, nó hơi xám, xong có cái vân hơi vàng vàng đồng đồng vậy đó. Rồi Bi quay cái loa bên đây. Đây, trong là nó không có bể nở gì nha, nhưng mà cái simili này nó kiểu như là nó không có ép chắc vào á, nhìn nó không có miệng, nó không có liền, chứ còn nó không có nở gì nha quý vị. Này, và mức giá hôm nay Bi bán cái cặp Yamo Bookshelf B210 này Bi bán 5 triệu nha quý vị. Có một cặp Bi bán luôn 5 triệu thôi. Bây giờ Bi thử chất âm luôn dòng này. Bi thử luôn chất âm để quý vị nghe nha. Rồi và quý vị nếu như có nhu cầu về USB và ổ cứng chép nhạc sẵn thì cứ liên hệ với mình. USB với dung lượng 128GB mình bán 800.000, ổ cứng 1.000GB Bi bán 2 triệu đồng. Nhà bên đây là nhạc nó lấy chất lượng cao nha. Bây giờ Bi lấy cặp loại này. Tại sao ước
chọn một niềm vui.